Dòng tâm sự thứ nhất, đang làm thủ tục tái hôn với chồng cũ thì mẹ anh gọi điện đến. Tôi mỉm cười xé đơn. Khi mẹ chồng gọi đến cho tôi, chồng cũ cũng đang ở ngay bên cạnh nên anh nghe được tất cả. Chi tiết của dòng tâm sự ra sao, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Bố chồng tôi đã mất nhiều năm. Mẹ chồng thì tuổi cao sức yếu nên sau khi cưới, vợ chồng tôi sống chung với bà. Tuy lương hưu hàng tháng không nhiều, nhưng mẹ chồng vẫn đóng góp vào tiền sinh hoạt phí, dù tôi bảo không cần. Mẹ bảo con cứ cầm lấy, không phải ngại gì đâu, đỡ được cho các con đồng nào thì hay đồng ấy. Chứ các con mà không cầm thì mẹ sẽ ngại lắm. Mẹ cảm thấy mình già rồi vô dụng, tạo gánh nặng cho con cháu. Mẹ chồng tôi là người dễ gần, hòa đồng và đối xử với tôi rất tốt. Bà biết vợ chồng tôi đều bận bịu công việc nên chưa bao giờ để tôi động tay động chân vào việc nhà. Cưới nhau không lâu, tôi có thai. Khi đó mẹ chồng càng chăm chút cho tôi nhiều hơn. Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, tôi sinh con trai đầu lòng. Khoảng thời gian ở cữ, mẹ kiên cự cho tôi nhiều lắm. Bữa ăn nào cũng đầy ắp và đủ chất. Sự chăm sóc tận tình của mẹ chồng khiến tôi cảm kích và biết ơn bà. 6 tháng sau khi sinh, mẹ chồng lại trông con cho tôi đi làm. Nói chung, cuộc sống những năm đầu hôn nhân của tôi vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Tôi chẳng mong ước gì hơn. Thế nhưng đến năm thứ 3, vợ chồng tôi lại xảy ra cãi vã không ngừng vì chồng tôi xa vào cờ bạc. Nhiều lần khuyên nhủ và răn đe mà anh vẫn đâm đầu vào đó. Mỗi lần báo nợ về nhà, anh lại thề thốt rồi hứa hẹn. Vì con cái, vì mẹ chồng nên tôi lại tha thứ và cho anh cơ hội để anh sửa sai. Nhưng không, anh bỏ được một tuần, vài tháng rồi anh lại chơi tiếp. Sau 2 năm trầy trọt vì chồng, cuối cùng tôi quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn, chồng cũ không gửi cho tôi một đồng nào để nuôi con. Bởi vì tiền kiếm được bao nhiêu, anh đều đổ hết vào cờ bạc. Ngược lại, mẹ chồng cũ vẫn đối xử với tôi rất tốt. Tuần nào bà cũng đến thăm tôi và cháu nội. Khi thì đưa túi rau bà tự trồng, khi thì món đồ chơi nho nhỏ. Vừa nhận lương hưu xong là bà cho cháu nội một ít. Tôi tôn trọng mẹ chồng cũ từ tận đáy lòng, nên mặc dù đã ly hôn, tôi vẫn gọi bà là mẹ. Mới đó mà tôi và chồng cũ đã ly hôn được 2 năm. Cách đây một thời gian, anh bỗng thường xuyên đến thăm mẹ con tôi, rồi ngỏ ý muốn tái hôn. Bố mẹ tôi cũng thấy anh có vẻ đã thay đổi, giờ đã biết quan tâm đến gia đình hơn, nên thuyết phục tôi tái hôn. Mẹ tôi bảo, hai đứa vẫn còn một đứa con trai. Bố mẹ ly hôn, con cái là người tổn thương nhiều nhất. Bây giờ nó cũng đã thay đổi, biết tu chỉ làm ăn, con hãy cho nó một cơ hội để sửa sai cũng như là bù đắp lỗi lầm. Không gì bằng có bố mẹ ruột ở bên cạnh đâu con à. Sau vài tháng lưỡng lự và quan sát chồng cũ, tôi quyết định tái hôn với anh. Nhưng đúng lúc chúng tôi đang làm thủ tục tại ủy ban thì tôi bất ngờ nhận được điện thoại can ngăn của mẹ chồng. Con không được tái hôn với nó. Thằng con trời đánh của mẹ, nó đang mắc nợ cào bạc ở bên ngoài rất nhiều. Ngày hôm nay chủ nợ đến tận nhà đời thì mẹ mới biết. Mặc dù mẹ cũng rất muốn con làm con dâu của mẹ, nhưng mẹ không thể nhìn con nhảy vào hố lửa. Khi mẹ chồng nói những lời này, chồng cũ cũng đang ở ngay bên cạnh nên anh ta cũng nghe thấy. Sau đó anh hốt hoảng giải thích, anh không có ý định giấu em đâu, tại vì anh sợ nếu biết anh có nợ thì em sẽ không chịu tái hôn. Thế nhưng em đừng lo, chẳng phải bố mẹ mới chia cho em một mảnh đất hay sao? Chỉ cần em bán mảnh đất đó đi, giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này, thì anh hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ đánh bạc nữa. Sau này mọi việc anh đều nghe theo em, có được không? Nhìn dáng vẻ quỵ lị của chồng cũ, tôi cảm thấy thật nực cười.
và chán ghét đến cùng cực. Hóa ra anh ta muốn lợi dụng tôi, lăm le mảnh đất mà bố mẹ mới chia cho tôi mà thôi, chứ không phải anh ta thật sự đã ăn năn hối lỗi. Sau khi biết mọi chuyện, tôi xé vụn đơn rồi mỉm cười rời khỏi ủy ban. Tôi quyết định không tái hôn với chồng cũ, mặc kệ anh ta van nài. Tôi không muốn cả đời này không thể ngẩng mặt lên nhìn ai chỉ vì có một người chồng cờ bạc, lúc nào cũng phải sống trong cảnh phập phồng lo lắng. Còn con tôi càng không cần có một người bố như anh ta. Dòng tâm sự thứ hai, vợ vắng nhà, chồng qua hàng xóm làm chuyện mất mặt gia đình. Chồng tôi là người biết cách cư xử với mọi người xung quanh, nhưng khi biết việc anh làm với chị hàng xóm, tôi thất vọng thật sự. Chúng tôi cưới nhau được 9 năm nay, gia đình rất hạnh phúc, chưa bao giờ xảy ra điều tiếng gì. Chồng tôi là người chung thủy, thương yêu vợ con và biết đối nhân xử thế. Tôi rất tự hào khi lấy được người chồng có nhiều điểm tốt như thế. Chồng tôi chơi thân với anh Thịnh hàng xóm. Mỗi khi hai gia đình có cỗ bàn gì thì thường mời nhau qua ăn. Chủ nhật vừa rồi, tôi và con về nhà ngoại chơi. Chồng kêu mệt nên không muốn đi. Khi trở về, chị hàng xóm gọi tôi ra một góc riêng để nói chuyện. Chị bảo buổi trưa nay, thấy chồng tôi ăn cơm một mình buồn, thế là anh Thịnh gọi qua làm vài chén. Đang uống thì hết bia, anh Thịnh chạy ra ngoài để mua một thùng bia. Nhân lúc anh Thịnh ra ngoài, bọn trẻ con thì mãi xem tivi. Chị ấy xuống bếp lấy đồ ăn. Chồng tôi chạy đến ôm chặt lấy chị hàng xóm. Lúc đó chị hoảng quá định tri hô, nhưng sợ mất mặt nên cắn vào tay chồng tôi một cái để anh ấy tỉnh táo lại. Do bị cắn đau quá, chồng tôi đành buông tay. Chị hàng xóm thoát chạy ra ngoài. Chị khẳng định những lời mình nói là đúng. Nếu như tôi không tin thì về kiểm tra dấu răng trên tay của chồng là sẽ biết. Chị khuyên tôi về dạy dỗ lại chồng. Nếu như còn xảy ra một lần nữa thì chị sẽ làm ầm lên cho gia đình tôi mất mặt. Những lời chị nói làm tôi tái mặt. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi và cảm ơn sự thẳng thắn, đúng đắn của chị ấy. Bước vào nhà, nhìn thấy chồng mặc tạp dề, đang xuống bếp nấu ăn giúp cho vợ, mà tôi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên chồng nấu ăn. Có lẽ anh cảm thấy hối hận và muốn chuộc lại lỗi lầm bằng bữa cơm tối. Mặc dù anh che chắn rất cẩn thận, nhưng lúc ăn cơm vẫn sơ ý để lộ vết răng cắn của chị hàng xóm ở trên cổ tay. Tôi chỉ vào vết thương đó và hỏi nguyên nhân. Anh ngập ngừng rồi chuyển qua chủ đề khác. Tôi cũng không muốn vạch trần sự lăng nhăng của chồng mà để anh tự nói ra. Vậy mà tôi đợi cả tuần, anh ấy cũng chẳng chịu nói. Tôi vẫn không thể quên được việc làm quá đáng của chồng với chị hàng xóm. Theo mọi người, tôi nên im lặng cho qua hay nói ra để chỉnh đốn lại chồng. Như vậy là Tasa vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasa cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.